kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Bài thuốc chữa kiết lỵ hiệu quả. Khốn nạn cái thân tôi, cả nhà tôi bị đi kiết ông ạ. Mỗi ngày đi nhiều lần, bụng quặn đau mà mỗi lần ra được tí tí rất khó chịu. Ô hay sao lại cả nhà bị bệnh giống nhau thế, hay là ma làm? Bị cả tháng nay rồi ông ạ. Đầu tiên là tôi, rồi đến vợ tôi và cuối cùng là hai đứa con tôi. Cúng chưa? Đi xem thầy chưa? Cả nhà bị là nguy hiểm lắm đấy. Ma cái con khỉ, bà nhà tôi đi xem bói thầy bảo cũng sẽ khỏi, mất mấy triệu mà vẫn thế. Tôi đùa, thầy cũng không đúng rồi phải mang cái đó lên bàn nhà thầy, lễ con ma kiết lỵ kia. Thì ra ông chồng ăn nhiều thịt chó, uống rượu tây nóng quá, hai đứa con thì do uống nhiều kháng sinh trị ho, cũng nóng qua, còn bà vợ thì có trời mà biết tại sao. Tôi nói, dĩ động vi độc, lấy độc trị độc, ông ra hàng thịt chó xin cho tôi 40 cái là mơ về đây lá mơ ở đấy linh nghiệm lắm đấy. Cứ bảo khi sáng mua thịt chó ở đây mà về thấy thiếu lá mơ là nó cho. Thế mà lão tin răm rắp làm theo. Chỉ có điều khi về lão kể, nó mắng cho một trận. Ế bỏ mẹ, từ sáng đến giờ có ai mua bán gì đâu. Phải xùy tiền ra nó mới bán cho. Chuyện này là bịa 100% đấy nhé vì lúc đó chưa rồi, chợ quê không bán hàng nữa. Chỉ có ra hàng thịt chó thì mới có lá mơ thôi. Còn lá mơ lông ở đâu mà chẳng được. Tôi bảo lão lấy ra 4 cái bát, nam 7 nữ 9 cái lá mơ thái chỉ thật nhỏ, bỏ vào từng bát, mỗi bát lấy 2 lòng đỏ trứng gà, bỏ lòng trắng đi, cho tí muối vào đánh cho đều, rồi chiên rán lên, vừa chín tới, ăn luôn, mỗi người một suất. Chỉ có điều khi xong thì không phân biệt được cái nào 9 lá, cái nào 7 lá nữa. Thực ra cũng cóc cần 7 với 9. Đến hôm sau tôi hỏi lão thế nào rồi. Lão trả lời, bình thường. Gặp mấy ông bệnh nhân này mình không nổi cáo mới lạ. Vẫn bị như bình thường hay đã trở lại bình thường. Hai lòng đỏ trứng gà cộng 7 hoặc 9 lá mơ thái chỉ thật nhỏ, chiên rán lên. Chỉ hầu hết các bệnh kiết. Nếu chưa thấy đỡ làm lại lần 2 sau 4, 5 giờ chắc chắn sẽ khỏi. Nếu thấy hay thì bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè.